Lưu Thi Thi sinh năm 1987 trong một gia đình có truyền thống ca kịch tại khu Tuyên Vũ, nay là quận Tây Thành, Bắc Kinh. Từ nhỏ, Thi Thi đã được mẹ cho học múa nghiệp dư tại Vũ đoàn Ballet Trung Quốc. Mới học lớp 4, Lưu Thi Thi đã được nhận vào trường nghệ thuật Bắc Kinh, nay là Cao đẳng Kịch nghệ Bắc Kinh, Beijing Opera and Arts College. Năm 2002, khi mới 15 tuổi, Thi Thi đã thi đỗ vào ngành múa ballet tại Học viện Vũ đạo Bắc Kinh và bắt đầu theo học tại đây. Hai năm sau, cô chính thức gia nhập showbiz qua bộ phim đầu tay Nguyệt Ảnh Phong Hà. Nếu không nói, chắc nhiều người sẽ không biết, lúc học đại học, vì điều kiện sức khỏe hạn chế, Lưu Thi Thi đã từng có ý định trở thành giáo viên thay vì một vũ công chuyên nghiệp. Tuy nhiên cuối cùng, Lưu Thi Thi lại trở thành một diễn viên và được đông đảo khán giả yêu mến. Mặc dù sinh ra giữa lòng thủ đô xa hoa và đắt đỏ, nhưng Lưu Thi Thi lại là một cô gái điềm tĩnh, trầm tính và khiêm tốn. Nhắc đến Lưu Thi Thi, dường như người ta chỉ nhớ đến những bộ phim, những vai diễn và những thành tựu mà cô để lại cho ngành phim ảnh đại lục, chứ không hề có bất cứ dấu vết ô uế nào từ những scandal. Lưu Thi Thi, hành trình trở lại sau sinh. Sau khi rời khỏi đường nhân ảnh thị cũng là lúc Lưu Thi Thi bắt đầu những kế hoạch riêng cho bản thân và gia đình mình. Năm ngoái, cô mang thai nên đã tạm dừng công việc để thực hiện thiên chức làm mẹ. Đến khoảng tháng 10 thì dục dịch trở lại với các hoạt động thương mại và tham dự một số sự kiện thời trang. Cùng với đó là tham gia vào hai bộ phim khá chất lượng là Tôi Thân Yêu và Lưu Kim Tuế Nguyệt. Hiện tại, cả hai bộ phim này đều đã hoàn thành. Thông tin lẫn hình ảnh đều được tổ sản xuất của cả hai đoàn phim giữ kín như bưng. Là một trong những nàng tiểu hoa hàng đầu của thế hệ sau 85, sau khi trở lại, Lưu Thi Thi vẫn giữ phong độ của mình trong showbiz. Từ đầu năm đến giờ luôn đều đặn xuất hiện trên các trang tạp chí lớn và làm đại diện cho nhiều nhãn hàng danh tiếng như Valentino, Olay, Chanel The Inc. Hành trình sự nghiệp của Lưu Thi Thi. Tháng 10 năm 2004, đoàn phim Nguyệt Ảnh Phong Hà có buổi tuyển chọn diễn viên tại Học viện Vũ đạo Bắc Kinh, nơi Lưu Thi Thi đang học đại học và bất ngờ gặp cô. Lưu Thi Thi khi ấy cũng không có tâm niệm gì với nghề diễn, nhưng không ngờ cơ duyên nghề nghiệp lại đến với mình vào lúc này. Khi đó, Lưu Thi Thi không những nhận được vai diễn đầu tay mà còn là một vai diễn quan trọng trong tuyến chính. Cái nghệ danh Lưu Thi Thi của cô cũng nhờ đây mà có. Vốn dĩ tên của Lưu Thi Thi trong thực thi, thi hành. Sau đó, đạo diễn Bình Giang Tỏa Kim của Nguyệt Ảnh Phong Hòa đã đặt cho cô cái nghệ danh Thi Thi như bây giờ, đổi chữ Thi kia thành chữ Thi, giống trong tên đệm của cô là trong thi ca, thơ từ. Dễ nghe, dễ nhớ và có vẻ hay ho hơn. Đồng thời, cái tên này cũng biểu lộ được phần nào tính cách và con người của Lưu Thi Thi. Tháng 9 năm 2006, Lưu Thi Thi tiếp tục tham gia vào một bộ phim Hoa bay như bướm. Cùng năm, Lưu Thi Thi nhận được vai La Thị Nữ trong phim Thiếu niên Dương Gia Tướng do Hồ Ca và Hà Nhuận Đông đóng chính. Đến tháng 10 năm 2016, bộ phim Nguyệt Ảnh Phong Hà phát sóng, Lưu Thi Thi nhanh chóng tạo được thiện cảm với khán giả qua nhân vật Diệp Phong Hà nhờ vào ngoại hình trong sáng, xinh đẹp. Cũng trong bộ phim này, Lưu Thi Thi đã có cơ hội phô diễn được tài năng múa ballet của mình. Cũng trong năm 2006, Lưu Thi Thi nhận được hai bộ phim điện ảnh đầu tay là phim Lục Tiểu Phụng Truyền Kỳ Chi Đại Kim Bằng Vương và Lục Tiểu Phụng Truyền Kỳ Chi Quyết Chiến Tiền Hậu. Lưu Thi Thi chủ yếu chỉ đóng phim cho đường nhân, không những thế thì chỉ toàn là phim cổ trang. Nhờ nhan sắc nền nã và phong cách phù hợp với thể loại này mà Lưu Thi Thi thường xuyên lọt top những nữ thần cổ trang xinh đẹp bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ. Trở thành nữ thần cổ trang. Năm 2007, Lưu Thi Thi tốt nghiệp đại học và được chủ tịch của Thượng Hải Đường Nhân Film Production trao cơ hội tham gia vào một loạt phim truyền hình do công ty này đầu tư. Sau đó, Lưu Thi Thi cũng nhanh chóng ký hợp đồng nghệ sĩ với Đường Nhân Ảnh Thị. Kể từ đây, bà xã Ngô Kỳ Long đã có 10 gắn bó với Đường Nhân. Những bộ phim tạo nên danh hiệu nữ thần cổ trang cho Lưu Thi Thi giai đoạn 2007-2010: Liêu Trai Kỳ Nữ, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Bạch Xà Hậu Truyện, Thiên Nhai Chức Nữ. Nổi bật nhất trong đó có lẽ chính là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3. Bộ phim quy tụ được toàn những gương mặt hàng đầu hiện nay như Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa, Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thi Thi, Cao Vĩ Quang. Đồng thời, hai vai diễn Hoàng Sam nữ tử trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký và Mục Niệm Từ trong Anh Hùng Xạ Điêu. Cũng là hai vai diễn thường xuyên được khán giả nhắc đến của Lưu Thi Thi.
Nhiều người cho rằng Lưu Thi Thi chính là người diễn đạt nhất nhân vật Mục Niệm Tử và cũng là Hoàng Sam nữ tử khiến nhiều người nhớ mong nhất trong tất cả các tác phẩm kiếm hiệp Kim Dung từ trước đến nay. Tỏa sáng với bộ bộ kinh tâm, trở thành nữ thần Kim Ưng. Năm 2011, Lưu Thi Thi có hai bộ phim được phát sóng là Quái Hiệp Nhất Chi Mai và Bộ Bộ Kinh Tâm. Cả hai bộ phim này đều tạo được tiếng vang lớn và cũng được xem như là những bộ phim làm nên tên tuổi cho Lưu Thi Thi. Đồng thời, lần đầu tiên khán giả có dịp thưởng thức giọng hát của Lưu Thi Thi qua bài hát Mùa Em Chờ Mong, bài hát kết thúc phim Bộ Bộ Kinh Tâm song ca cùng Ngô Kỳ Long. Bộ Bộ Kinh Tâm đã trở thành bộ phim dẫn đầu rating toàn quốc trong thời gian phát sóng và giành được gần 300 triệu lượt xem trực tuyến. Cá nhân Lưu Thi Thi cũng giành được nhiều giải thưởng danh giá nhờ vai diễn Mã Nhị Thái Nhược Hy trong bộ phim này. Đặc biệt phải kể đến nữ diễn viên nổi tiếng nhất tại liên hoan phim Hoa Đỉnh, nữ diễn viên được yêu thích nhất hàng năm của đài truyền hình Nam Ninh, nữ diễn viên được yêu thích nhất tại liên hoan phim truyền hình Đài Chiết Giang, nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất tại lễ trao giải ngôi sao Tencent lần thứ 6, nữ diễn viên lừng danh nhất trên mạng của liên hoan phim truyền hình mùa thu Sohu. Bên cạnh đó còn có top 10 bộ phim được yêu thích nhất Đài Chiết Giang năm 2011 với Bộ Bộ Kinh Tâm. Cặp đôi được yêu thích nhất Lưu Thi Thi – Ngô Kỳ Long tại lễ trao giải liên hoan phim truyền hình mùa thu Sohu. Đại sứ được yêu thích nhất do Quỹ Xóa Đói Giảm Nghèo Trung Quốc tổ chức trao giải. Trong năm 2012, ngoài vai Thác Bạt Ngọc Nhi trong bộ phim truyền hình Hiên Viên Kiếm Chi Thiên Chi Ngân, thì bộ phim điện ảnh Thương Tâm Đồng Thoại, hay còn gọi là Đồng Thoại Buồn, do Lưu Thi Thi đóng chính cũng chính thức ra mắt khán giả. Đây cũng là hai tác phẩm có thành tích khá tốt của Lưu Thi Thi. Sau khi hoàn thành phát sóng, Hiên Viên Kiếm Thiên Chi Ngân nhanh chóng trở thành bộ phim dẫn đầu bảng xếp hạng rating toàn quốc với tỷ lệ trung bình là 1.617% và thị phần là 7,16%. Số lượt xem trực tuyến của Hiên Viên Kiếm đã vượt quá 2 tỷ vào ngày cuối cùng phát sóng, trở thành phim truyền hình thứ 9 trong lịch sử có tổng số lượt xem trên 2 tỷ. Năm 2012 cũng là năm bắt đầu mùa trao giải mới tại Liên hoan phim truyền hình Kim Ưng, một trong những lễ trao giải danh giá nhất màn ảnh Hoa ngữ, và Lưu Thi Thi chính thức trở thành nữ thần Kim Ưng tiếp theo. Tính đến nay, Kim Ưng đã có 7 nữ thần, nhưng có lẽ Lưu Thi Thi chính là nữ thần được nhiều người yêu thích nhất vì hội tụ được cả hai yếu tố nhan sắc lẫn tài năng. Dùng 5 năm để khẳng định đẳng cấp hoa đán thế hệ mới. Trong giai đoạn này, Lưu Thi Thi tham gia vào khá nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình, trong đó bộ phim Kỳ Duyên Trong Gió hay còn gọi là Tinh Nguyệt Truyền Kỳ là một tác phẩm nhận được khá nhiều sự quan tâm từ khán giả vào năm 2014. Đây là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Đại Mạc Giao của nhà văn Đồng Hoa, được bấm máy và hoàn tất trong năm 2012 do công ty Đường Nhân sản xuất. Nữ Y Minh Phi Truyện cũng là một phim khá được yêu thích của Lưu Thi Thi vào năm 2016. Bên cạnh đó, sự trở lại của cặp đôi Hoắc Kiến Hoa, Lưu Thi Thi cũng làm nhiều người phấn khích. Còn Túy Linh Lung, bộ phim mà Lưu Thi Thi đóng chính cùng Mỹ Nam Trần Vĩ Đình, là bộ phim cuối cùng được lên sóng của Lưu Thi Thi trước khi cô bắt đầu bước vào kỳ nghỉ dài để chuẩn bị cho việc sinh con. Túy Linh Lung phát sóng vào năm 2017 là một phim có nội dung khá tốt nhưng không thể bạo vì sự cạnh tranh khốc liệt của nhiều đối thủ hàng khủng như Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Sở Kiều Truyện, Trạch Thiên Ký, Mùa Hè của Hồ Ly, Bởi Vì Gặp Được Em, Đại Đường Vĩnh Diệu, Hoan Lạc Tụng Hai, Danh Nghĩa Nhân Dân, Cô Phương Bất Tự Thưởng. Năm 2018, Lưu Thi Thi chủ yếu chỉ xuất hiện tại các sự kiện thời trang lớn và các buổi event của những nhãn hàng do cô làm đại diện như Omega, Chanel Coco, Tos, Tương Nghi Bổn Thảo. Nửa cuối năm 2018, Lưu Thi Thi có rất ít hoạt động, thậm chí là không đóng phim và cũng không có tác phẩm mới được phát sóng. Đến cuối năm 2018 thì Lưu Thi Thi xác nhận mang thai. Vào tháng 1 năm 2019, những hình ảnh Lưu Thi Thi ở tháng thứ 6 thai kỳ được lan truyền khiến nhiều người quan tâm vì thời gian này nữ diễn viên khá yên ắng. Đến tháng 4 năm 2019 thì khán giả mới gặp lại Lưu Thi Thi trên màn ảnh nhỏ qua nhân vật Bạch Khảo Nhi trong bộ phim Nếu Có Thể Yêu Như Vậy. Mãi đến tháng 9 năm 2019 thì Lưu Thi Thi mới có động thái cho thấy nữ thần sinh năm 1987 sắp sửa quay lại showbiz sau khi hoàn tất việc sinh con. Đến tháng 10 thì studio của Lưu Thi Thi bắt đầu cập nhật lịch làm việc đầu tiên của cô trong năm và đồng thời thông báo Thi Thi đã gia nhập đoàn phim Tôi Thân Yêu vào ngày 5 tháng 10, chính thức quay lại với công việc. Tháng 11,
Lưu Thi Thi chính thức lộ diện qua các event lớn của Chanel The Inc, Valentino, lễ trao giải Kim Kê, đêm hội Bà Già, đêm hội Cosmo. Hiếm có mỹ nhân nào như Lưu Thi Thi, giữa showbiz ồn ào thị phi đầy toan tính, cô vẫn một đường thẳng đi lên bằng thực lực. Có một người chồng yêu thương trang trọng, một gia đình vô cùng hạnh phúc là điều mà khiến cho người ta vô cùng ngưỡng mộ. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.